đầu tiên đó là chúng ta cần có những cái sản phẩm nào trong cái routine chăm sóc da. Thì bác sĩ Nguyên sẽ chia thành 4 nhóm chăm sóc da. Nhóm đầu tiên đó là sản phẩm làm sạch da, bao gồm nước tẩy trang và sữa rửa mặt. Nhóm số 2 đó là sản phẩm dưỡng ẩm giúp cung cấp độ ẩm cho làn da. Nhóm số 3 đó là sản phẩm kem chống nắng. Và nhóm cuối cùng là những cái sản phẩm điều trị. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Nếu các bạn là những người đến với kênh YouTube của mình lần đầu tiên thì mình xin giới thiệu, mình là Nguyên, bác sĩ da liễu. Video lần này thì bác sĩ Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt là các chị sau độ tuổi 30 có một cái routine skincare giúp làm sáng và đều màu da, hỗ trợ chống lão hóa hiệu quả. Hầu như những chị mà bước sang độ tuổi 30 ai cũng có nhu cầu là giúp da trắng sáng hơn, rồi chống cả lão hóa và ngừa những cái nếp nhăn. Nên video này sẽ đặc biệt rất là phù hợp cho những chị mà cỡ độ tuổi từ 35 cho đến tầm 45 để hỗ trợ các chị là vừa làm trắng da mà vừa chống lão hóa. Nhưng mà trước khi đi đến với phần chủ đề chính chia sẻ về routine chăm sóc da thì bác sĩ Nguyên rất là hy vọng các chị có thể dành một chút thời gian nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta được gặp nhau nhiều hơn, và khi mà bác sĩ Nguyên ra video thì các chị cũng sẽ không bị bỏ lỡ. Hầu hết phụ nữ khi mà bước sang độ tuổi 30 thì da của chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là độ tuổi từ 35 cho đến 45 thì chúng ta thấy là da mình xuống cấp rất là nhanh. Dễ thấy nhất đầu tiên đó là da của mình bị khô hơn bởi vì tuyến bã nhờn không còn hoạt động mạnh mẽ như thời tuổi thiếu niên nữa. Tiếp theo đó là da bắt đầu xuất hiện những cái nám sạm da bởi vì những cái thay đổi nội tiết ở bên trong cơ thể, hoặc là do các chị không có chống nắng kỹ một khoảng thời gian dài thì nó sẽ hình thành nên những cái rối loạn sắc tố ở trên da. Vấn đề thứ ba đó là xuất hiện những cái nếp nhăn li ti ở trên bề mặt da, và khi mà chúng ta cười, chúng ta cử động thì xuất hiện những cái nếp nhăn đồng ở trên da. Thì đây là những vấn đề mà mình thấy là ở độ tuổi từ 30 cho đến 50 các chị hầu như ai cũng gặp phải, và đều có một cái nhu cầu đó là làm cách nào đó để chúng ta lên được một cái routine chăm sóc da để da của chúng ta trẻ hơn, làm mờ những cái thâm sạm tốt hơn, ngăn ngừa những cái nếp nhăn. Vì vậy mà bác sĩ Nguyên quyết định làm video này và hy vọng là các bạn hãy xem đến hết video để chúng ta có một cái routine cụ thể áp dụng lên làn da của các bạn. Và mình tin rằng khi chúng ta áp dụng routine này từ 3 cho đến 6 tháng, các bạn sẽ thấy là da mình có những cái cải thiện rất là đáng kể. Bước đầu tiên đó là chúng ta cần có những cái sản phẩm nào trong cái routine chăm sóc da. Thì bác sĩ Nguyên sẽ chia thành 4 nhóm chăm sóc da mà nhất định là các chị phải có để chúng ta chăm sóc làn da của mình. Nhóm đầu tiên đó là sản phẩm làm sạch da, bao gồm nước tẩy trang và sữa rửa mặt. Nhóm số 2 đó là sản phẩm dưỡng ẩm giúp cung cấp độ ẩm cho làn da. Nhóm số 3 đó là sản phẩm kem chống nắng. Và nhóm cuối cùng là những cái sản phẩm điều trị để hỗ trợ điều trị một vấn đề nào đó trên da của các chị. Và thông thường ở nhóm số 4 này là những cái serum chứa những cái thành phần hoạt chất như là retinol, niacinamide, vitamin C, v.v. Chúng ta sẽ đi sâu hơn phân tích những cái nhóm này như thế nào để chúng ta có thể lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp với làn da của mình và mình sẽ cảm thấy là da mình nó cải thiện nhanh. Nhóm đầu tiên là nhóm làm sạch da, thì đây là nhóm đơn giản nhất. Ở độ tuổi mà từ 35 đến 45 da của các chị có xu hướng khô hơn thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm dịu nhẹ và nó cung cấp thêm độ ẩm cho làn da. Và một tiêu chí rất là quan trọng đó là khi mà các chị trải nghiệm rửa mặt hoặc tẩy trang xong thì nó không có cảm giác căng khô thì như vậy là ok. Đối với sản phẩm tẩy trang thì mình có rất là nhiều loại, nào là nước tẩy trang, dầu tẩy trang, nhưng mà mình vẫn khuyên là các chị nên dùng nước tẩy trang bởi vì nó sẽ rất là đơn giản, dễ dùng, và nếu mà chị nào mà da dầu thì cũng không gây bí lộ chân lông dẫn đến tình trạng là các chị bị mụn ẩn. Còn đối với sữa rửa mặt mình nên lựa chọn những cái sản phẩm dịu nhẹ có độ pH từ 4,5 cho đến 5,5 và tốt nhất là dành cho da khô hoặc là da nhạy cảm thì nó sẽ phù hợp hơn cho độ tuổi này. Và khi làm sạch da thì các chị nên nhớ là chúng ta không cần phải làm sạch quá kỹ mà chúng ta chỉ nên làm sạch trong cái thời gian quy định. Thông thường tẩy trang sẽ mất khoảng tầm 2 phút và rửa mặt thì khoảng 1 phút. Khi mà mình tẩy trang thì khoảng 4 miếng bông tẩy trang cho đến khi nào mà miếng bông tẩy trang nó không còn màu vàng nữa thì chúng ta sẽ dừng lại. Còn đối với sữa rửa mặt thì các chị hãy bỏ vào tay, chúng ta đánh bọt lên và sau đó chúng ta sẽ làm sạch
từ vùng chữ T đến vùng chữ U. Nhóm số 2 là nhóm dưỡng ẩm cho làn da, thì đây là một nhóm rất là quan trọng ở độ tuổi này. Bởi vì da ở độ tuổi này thì các chị biết rằng nó có xu hướng khô hơn. Mà khi da khô hơn thì tốc độ lão hóa nó sẽ nhanh hơn, nếp nhăn hình thành nhiều hơn, nên chúng ta cần phải có dưỡng ẩm. Thì để mà dưỡng ẩm đủ cho da thì chúng ta cần có những cái serum cấp ẩm cũng như là kem dưỡng ẩm. Và chúng ta sẽ bôi những cái serum cấp ẩm trước, sau đó đến kem dưỡng ẩm sau, để nó giữ được cái độ ẩm lâu hơn cho làn da của các bạn. Đối với nhóm sản phẩm này thì bác sĩ Nguyên khuyên các bạn nên lựa chọn những cái thành phần lành tính và hỗ trợ phục hồi làn da, chẳng hạn như là vitamin B5, HA, thành phần ceramide, thành phần rau má, thành phần peptide. Đây đều là những cái thành phần tốt ở trong kem dưỡng ẩm. Nhóm số 3 là kem chống nắng, thì đây là một người bạn thân thiết của những cái người phụ nữ mà muốn trẻ đẹp, bởi vì da của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tia UV. Tia UV sẽ làm da của các chị xỉn màu hơn, đen hơn, làm cho da của các chị dễ bị nhăn hơn. Vì vậy mà chúng ta cần phải bôi kem chống nắng mỗi ngày, và mỗi ngày chúng ta cần lặp lại nhiều lần. Bác sĩ Nguyên nhấn mạnh là mỗi ngày và lặp lại nhiều lần, vì có nhiều chị bôi kem chống nắng rất ít, hoặc là chỉ bôi khi mà ra trời nắng, đi đâu các chị mới bôi, thì như vậy là sai lầm. Đối với kem chống nắng thì mình nên lựa chọn những cái sản phẩm có chỉ số SPF 50 PA từ 3 cộng trở lên. Và đối với những chị mà có làn da sạm nám thì chúng ta có thể lựa chọn những cái kem chống nắng có màu, vì kem chống nắng có màu thì nó sẽ giúp làm đều màu da và hỗ trợ làm mờ những cái thâm sạm tốt hơn. Và mình sẽ tự tin hơn khi mà chúng ta ra ngoài với một cái lớp vừa có thể bảo vệ da mà vừa có thể trang điểm cho làn da. Tiếp theo là nhóm quan trọng nhất, nhóm những sản phẩm serum điều trị một vấn đề nào đó ở trên da. Và ở độ tuổi này thì mình khuyên các chị nên bổ sung cho mình 3 thành phần để hỗ trợ chống lão hóa, làm mịn da cũng như là làm sáng và điều màu da. Đó là AHA, Niacinamide và Arbutin. Bộ 3 sản phẩm này sẽ là công thức rất là tuyệt vời cho các chị để da mình cải thiện nhanh chóng. Đầu tiên là thành phần AHA. Thì AHA là một cái loại tẩy tế bào chết dạng hóa học. Khi mình sử dụng lên da thì sẽ giúp cho da mình mịn màng hơn, vì nó sẽ lấy đi những cái tế bào sần sùi ở trên da. Đồng thời khi mà da mình được thanh tẩy tốt thì nó cũng sẽ dễ dàng hấp thu những cái dưỡng chất tốt hơn. Thành phần số 2 mà các chị cũng nên bổ sung đó là Niacinamide. Thì Niacinamide là một cái thành phần vàng trong chăm sóc da. Hầu hết các làn da đều nên bổ sung niacinamide, bởi vì nó có quá nhiều công dụng, từ làm sáng và điều màu da cho đến thu nhỏ lỗ chân lông, cho đến cung cấp thêm độ ẩm cho làn da. Và nồng độ các chị có thể lựa chọn là từ 2-20%, và tùy vào vấn đề da mà chúng ta lựa chọn một cái nồng độ phù hợp. Thông thường những làn da sạm nám thì nên lựa chọn từ nồng độ 10-20%. Thành phần thứ ba mà các chị cũng nên có trong routine của mình đó là Arbutin. Thì nếu mà các chị đang muốn làm trắng sáng da và muốn tìm một cái thành phần hiệu quả mà là an toàn thì Arbutin cũng là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Thông thường ở trong mỹ phẩm thì nó sẽ có nồng độ từ 0.5-7%, và chúng ta nên nhớ là lựa chọn dạng alpha Arbutin để nó gia tăng hiệu quả hơn. Khi mà các chị đã có được những cái sản phẩm cần thiết để chúng ta chăm sóc da ở độ tuổi trung niên rồi, bây giờ đến bước số 2 thì chúng ta sẽ lên cái routine, tức là cái quy trình chăm sóc da sáng tối như thế nào cho nó phù hợp. Thì ở đây mình sẽ chia làm hai nhóm da. Nhóm da số 1 là nhóm da khỏe và nhóm da số 2 là nhóm da yếu. Thì mình sẽ nói về nhóm da yếu trước. Những bạn mà có làn da mỏng yếu nè, chưa bao giờ sử dụng những cái sản phẩm điều trị, hoặc là các bạn muốn làm quen thì chúng ta không nên sử dụng những cái sản phẩm điều trị mà bác sĩ Nguyên vừa kể ra một cách gọi là quá nhanh chóng và quá nhiều đâu, mà chúng ta nên sử dụng từ từ, từng sản phẩm một, chúng ta tăng tiến dần, ban đầu có thể là 1-2 buổi, sau đó đến 3-4 buổi, rồi sau đó mới đến cả tuần. Còn đối với những bạn mà có làn da khỏe hơn thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm này nhiều hơn để gia tăng về mặt hiệu quả. Để mà set up được một cái skincare routine phù hợp thì bác sĩ Nguyên sẽ có một cái gợi ý chung cho các bạn như sau. Đầu tiên là vào buổi sáng thì chúng ta chắc chắn là sẽ làm sạch da bằng sữa rửa mặt hoặc là tẩy trang, cả hai đều được nha các bạn. Nếu mà da của các chị quá khô và dễ bị kết ấn thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nước sạch để chúng ta rửa thôi, hoặc là chúng ta lau bằng toner. Có 4 sự lựa chọn cho các chị luôn, có thể là tẩy trang hoặc rửa mặt, hoặc là lau bằng toner, hoặc là chúng ta dùng nước lạnh. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái loại serum để làm sáng và điều màu da, nhưng mà nó ít kết ấn, đó là serum niacinamide. Và tùy vào tình trạng làn da của các bạn là khỏe hay yếu để chúng ta quyết định là sử dụng khoảng 2-5 lần trên một
tuần. Sau bước niacinamide thì bước tiếp theo là kem dưỡng ẩm, và bước cuối cùng chắc chắn đó là kem chống nắng. Còn buổi tối thì sao? Buổi tối là thời điểm tốt nhất để các chị điều trị vấn đề ở trên da, chẳng hạn như nếp nhăn hoặc là thâm sạm da, bởi vì buổi tối thì da của chúng ta sẽ không tiếp xúc với tia UV, sẽ dễ dàng điều trị hơn, và thời gian buổi tối cũng là thời gian mà cơ thể cũng như da của chúng ta sẽ tái tạo tốt hơn. Thì để mà set up skincare routine vào buổi tối thì chúng ta sẽ chia ra là ngày chẵn và ngày lẻ ha. Vào ngày chẵn thì chúng ta có thể sử dụng Arbutin, và vào ngày lẻ thì chúng ta có thể sử dụng AHA. Để mà đơn giản thì bác sĩ Nguyên sẽ gợi ý luôn, ví dụ như các bạn sẽ tẩy trang trước, sau đó đến sữa rửa mặt, tiếp theo các bạn sẽ bôi hoặc là AHA hoặc là Arbutin, và cuối cùng là kem dưỡng ẩm. Như vậy là các bạn có thể đi ngủ. Và bác sĩ Nguyên sẽ tiết lộ cho các bạn thêm một số cái mẹo, cái tip nữa để các bạn có thể làm cho da mình đẹp hơn. Đó là nếu mà các bạn muốn cung cấp thêm độ ẩm cho làn da thì các bạn có thể bổ sung thêm những thành phần như là cái serum HA hoặc là mặt nạ để da của các bạn khỏe và ẩm hơn. Nếu mà các bạn muốn giảm nếp nhăn, các bạn cũng có thể thêm vào routine của mình sản phẩm retinol. Và nếu các bạn muốn da trắng sáng hơn nữa thì các bạn hoàn toàn có thể bổ sung những cái sản phẩm làm trắng và sáng da từ bên trong như là lecithin, glutathione hoặc là vitamin C. Hy vọng là video này thật sự hữu ích cho các chị, để các chị có thể cải thiện được làn da của mình và chống lão hóa hiệu quả. Và nếu các chị thấy video này hay và hữu ích thì nhớ like cho video, và có bất kỳ một câu hỏi nào thì cứ comment ở phần bình luận để bác sĩ trả lời cho các bạn, và xem thêm nhiều video của bác sĩ Nguyên ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại.